Và xin được chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đang đến với sân bóng đá VOV cuộc 12. Hiện tại đây sẽ là nơi diễn ra trận đấu giữa các cầu thủ Hội IT Hóc Môn và các cầu thủ Hội IT quận 12. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với danh sách đăng ký thi đấu của cả hai đội bóng để cho các bạn tiện theo dõi hơn ở trận đấu này. Quả đá phạt góc thứ hai dành cho các cầu thủ Hội IT quận 12. Họ cũng đã có cho mình bàn thắng từ vị trí cố định, dứt điểm ngay vào. Như vậy thì tỷ số đã là 2-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Một sự bất ngờ đã đến với chúng ta. Đội vẫn dành rất nhiều cho các cầu thủ bên phía đội bóng Hội IT quận 12. Một đường truyền và người đã có tình huống kết thúc để mang đến bàn thắng, đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 66 ở vị trí của Long Phát. Và đó là những điều mà chúng ta thường được thấy ở trong một trận đấu. Đường truyền hay, thích hợp để dứt điểm, cơ vào. Bivo, hai cầu thủ đang thi đấu hai hàng la cánh thì chúng ta sẽ gọi là Ala, và cuối cùng là cầu thủ thi đấu thấp nhất sẽ là Fiso, cơ vào. Và con quả đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Hội IT quận 12, đó là Cường Thịnh. Đường truyền ngay của Tiến Phát đã có thể đưa bóng đến cho Dương Lô, cơ vào. Ăn sát ngay của Tiến Phát, đường truyền hợp lý, vẫn là cơ hội dành cho các thủ áo xanh. Như vậy thì đã có bàn thắng thứ ba. Bàn thắng thứ ba đã đến dành cho các thủ Hội IT Hóc Môn, xin lỗi bạn, là Hội IT quận 12. Thì đa số những đường truyền của đội bóng áo trắng lại chú đích hướng đến vị trí của số 99, vẫn đang là Michael. Vẫn còn vâng. Như vậy thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ bên phía đội bóng Hội IT Hóc Môn. Quá bất ngờ. Đó là một pha phối hợp gần và cho thấy được sự sắc lẹm của các thủ áo trắng. Michael là người có tình huống đi bóng thẳng vào trung bộ của đối phương. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Ngay lúc này đây thì nhịp độ lại đang cần tăng lên, không vào. Đã là cơ hội. Vẫn còn. Lại có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Hội IT quận 12. Đó là một tình huống mà thủ thành Khánh Sky đã chủ đích đổ người. Và cũng là một pha cứu nguy khá hay, nhưng sự có mặt của thành viên cầu thủ mang áo số 77 đã là quá kịp thời và không có một sự ngăn cản nào đến từ phía các cầu thủ Hội IT Hóc Môn. Đang là những phần dâng cao đến từ phía các cầu thủ áo xanh, dứt điểm ngay, không vào. Và câu kéo về mặt nền tảng thể lực của đối phương, một trong những phương bài vô cùng hợp lý thi đấu ở mặt sân phút sân. Thật sự bất ngờ, đó là thủ thành Trọng Thủy và dâng lên và tấn công. Đó là một tình huống mà dường như cũng đã có một chút những sự sai lầm đến từ các thủ bên phía đội bóng Hội IT Hóc Môn, đã để một cơ hội mở dành cho thủ thành Trọng Thủy. Và cắt bóng vừa rồi là của Vinh BL. Anh Quang pha căng ngang, đây là cơ hội chưa được, một pha kết thúc chưa đủ độ nguy hiểm. Pha căng ngang, không vào. Quả đá biên dành cho các thủ áo trắng, khoảng trống đã ở phía trước dành cho cầu thủ mang áo số 37, đó là đường truyền, không được. Đó là cầu thủ mang áo số 86 và cầu thủ mang áo số 77, đã là cơ hội dứt điểm ngay. Và kết thúc là khá chuẩn xác của cầu thủ mang áo số 100. Bà lắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ IT Hóc Môn. Đó là một tình huống mà các thủ áo trắng họ đã có pha mở bóng từ phần sân nhà. Và là một tình huống phòng và bộ biên tốt của Cường Thịnh dành cho người đồng đội phía trên, vẫn đang là các thủ áo trắng. Và còn không vào. Chưa được. Và các bóng kịp thời của đội trưởng Vũ Tuyền, cơ hội không được, không vào. Quả đá biên dành cho các thủ áo trắng, đây là Cường Thịnh. Quả đá từ xa của Cường Thịnh, không vào. Quả đá biên sẽ là thuộc về phía đội bóng Hội IT quận 12. Phá sát ngay, Hội đang dành cho các thủ Hội IT Hóc Môn. Như vậy có 3 thắng tiếp theo dành cho các thủ áo trắng. Quá bất ngờ. Đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số cực kỳ quan trọng ngay lúc này của các thủ Hội IT Hóc Môn. Từ khi mà bên phía đội bóng áo trắng họ có cho mình những cơ hội rút ngắn tỷ số, và hiện tại họ lại đang là những người chơi lấn át hơn. Bàn thắng lại tiếp tục rút ngắn tỷ số dành cho các thủ Hội IT Hóc Môn.
Từ Tường Hùng đã pha góc của cao thủ áo trắng. Họ đã có một pha phối hợp gần và tình huống kết thúc của Michael. Thế trận đang có một chút những sự thay đổi. Và chúng ta vẫn còn đang nói đến thế trận thì tiếp tục lại là một tình huống dứt điểm đột phá nữa của các thủ hòa ET quận 12. Và lần này đó là Dương Lô của thủ mang áo số 7 cú đúp ở trong trận thi đấu vào buổi sáng ngày hôm nay của số 7. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá vừa rồi. Quá khó đối với thủ thành Khánh Sky. Sự tài xác nhận bóng đã đi hết đường biên dọc rồi đã biên dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đường chuyền ngay Michael không vào. Quả đá đầu tiên đã chưa thể đánh bại được thủ thành Châu Thủy. Cầu thủ mang áo số 19 vẫn chưa đủ lực. Bàn thắng tiếp theo dành cho cao thủ áo xanh. Đã là cú hát ở vị trí của cầu thủ mang áo số 7. Lại một lần nữa thì anh đã có bàn thắng ở trong trận đấu này. Tỷ số được nâng lên thành 7-4. Một tình huống mà chính số 7 đã thực hiện một động tác dạng. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã không còn quá nhiều. Dương Lô là người có cơ hội có vào để uy hiếp và tìm kiếm những cơ hội của mình. Anh Quang không vào. Ám sát của anh Quang không vào. Dường như là chưa đủ để có thể đánh bại được Trọng Thủy. Văn Đức. Còn đã là Văn Đức. Lần này thì không còn một sự che chắn nào để có thể ngăn cản được quả đá của Văn Đức. Một quả đá rất gần. Hơi khó dành cho cầu thủ mang áo số 18 của các thủ hòa từ quận 12. Và xử lý khá hay của Văn Đức. Bàn thắng tiếp theo dành cho đội bóng hòa tiếp vô. Một tình huống đảo chân và đánh lừa đối với phi sâu của đối phương. Đội chuyện dành cho anh Quang là khá thuận lợi của Văn Đức để mang đến bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ áo trắng. Chủ lộ là người đã có pha cắt bóng 3-1. Đây là 3-1, cơ hội rất rõ ràng dành cho các thủ áo xanh. Coi không vào. Đặc biệt cẩn trọng ngay lúc này lại đang chính là các cầu thủ áo xanh. Không vào. Đường truyền chưa chính xác của số 79. Hoặc có thể đó là một tình huống đã bắt ý đồ tốt của các cầu thủ áo xanh. Rick Beller không vào. Đang là những sự nhịp nhàng vốn có của các cầu thủ áo xanh. Đường truyền của Dương Lô rất nhịp nhàng. Dương Lô vào. Một tình huống xử lý rất hay của các thủ áo xanh. Người đã có bàn thắng tiếp theo đó là cầu thủ mang áo số 7 trước luôn. Đó là một pha dứt điểm và một sự phối hợp hay. Cầu thủ mang áo số 86 với VBL cũng đã chủ động quyết tắt người để hướng bóng đi 4-2 dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng. Vẫn đang là Michael không vào. Một cơ hội rất rõ ràng. Một cơ hội 4-2 dành cho các thủ hòa ET Úc Môn. Vừa rồi là một tình huống nữa mà Khánh Sky đã thi đấu khá tập trung. Cơ hội vào. Lần này thì thực sự đã là quá khó cho Khánh Sky. Không có nhiều cơ hội hơn dành cho thủ thành mang áo số 68. Khi mà quả đá đã là rất gần của cầu thủ mang áo số 8 Minh Quốc. Những tình huống lâu sâu trước cầu thành của các đội hòa từ vùng 12 như vẫn có bàn thắng dành cho đội bóng áo trắng. Đó là Michael. Những tình huống trước đó là những tình huống thực sự rất lâu sâu. Tình huống mà cả các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh cũng như là thủ thành Trọng Thủy đã là những người chơi rất lăng xả. Michael đang đối mặt cùng với Lâm Phát. Và đang là Michael. Quả sống đã chơi đấy số 30. Lại là một bàn thắng nữa dành cho các thủ hòa ET Úc Môn. Ngôi sao mang áo số 30 của các thủ áo trắng đang cho thấy được những tài năng của mình. Thân tài thực sự của các thủ hòa ET Úc Môn. Độ hiệu quả khi họ đang là việc nhóm. Michael
sang băng dành cho các cầu thủ Ethiopia. Lần đầu tiên ở trong trận đấu này và tỷ số được họ Ethiopia họ sang băng. Ngay lúc này đây thì trận đấu đã quay trở lại với vạch xuất phát. Một tình huống mà các thủ bên phía đội bóng họ Ethiopia 12 họ đã thi đấu một cách và xử lý tốt của Vũ Tuyền, cả người và xoay người. Họ thực hiện điều chỉnh dành cho Michael và Đức. Michael cơi vẫn còn không vào. 3-1, cơ hội rất rõ ràng dành cho các thủ áo trắng. Không vào, vẫn còn vào. Lần đầu tiên ở trong trận đấu này, Hoàng Anh Tiếc mong Hồ Phương lên dẫn trước đối phương của mình. Thế trận đã bị lật đổ. Bên phía các cầu thủ tiếp cùng họ là những người vươn lên dẫn trước. Quá bất ngờ. Bóng vẫn đã thuộc về chân của các cầu thủ áo trắng. Quá bất ngờ. Lại một lần nữa thì họ tiếp cùng họ gia tăng cách biệt. Cách biệt hiện tại đã được gia tăng, đó là 2 bàn thắng. Lại là một tình huống nữa mà những sự bất cẩn đến từ các thủ hội Ethiopia 12 đã để lộ cơ hội dành cho các thủ áo trắng. Vẫn còn, vẫn đang là quý diễn. Thành viên không vào. Vẫn đang là Michael, một sức vướng rất tốt. Michael không vào. Lối chơi tấn công liên tiếp nếu mà họ muốn tìm kiếm đến những cơ hội và rút ngắn tỷ số. Vào. Đó là bàn thắng của quý diện. Điều chuyển ở vị trí của số 8, cơ hội dành cho Đan Biên. Như vậy thì tỷ số đã được sao bằng. Đã có 22 bàn thắng được ghi. Rồi vẫn đang dành cho các thủ áo xanh, đó là Hoàng Anh quân 12. Bất cứ cơ vào. Cối cơ vào. Được chỉ cả nhịp nhàng của các thủ áo trắng để bắt bóng cực kỳ nguy hiểm. Chữ lô phát căng ngang. Như vậy thì bên phía các thủ áo xanh cũng đã có bàn thắng và vươn lên dẫn trước đối phương của mình. Lại một lần nữa họ IT quận 12 họ vươn lên dẫn trước. Quang Vinh không vào. 2-1, vẫn còn. Tiếp tục là một bàn thắng nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng họ IT quận 12. Đó là dấu ấn của Quang Vinh. Quả đá đầu tiên đã chưa thể đánh bại được thủ thành Khánh Sky. Thì khá dẻo của số 86. Dược lô không vào. Đó là Văn Đức. Hơi khó dành cho Văn Đức. Phản công sẽ dành cho các thủ áo xanh. Căng căng. Đây là Hồng Chiếp. Không vào. Còn dứt điểm dành cho Văn Đức trước đó. Không vào. Nhưng vẫn không. Vậy thì bóng đã đi qua vật rồi. Và bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Hồ Ethiopia. Tôi thấy Châu Thủy đã nắm bắt ý đồ. Quả đấu người đã là kịp thời. 2-1, Văn Đức khoảng trống. Tỷ số được xa bằng 13-0. Không vào.